phải. Walter đến từ Nguyễn Đức Quang Anh và đó là có điểm đầu tiên dành cho Nguyễn Đức Quang Anh. Nguyễn Đức Quang Anh chính là 21-9. Vừa rồi hai điểm của những ném rổ của Stefan Huy Tuấn Tú. Đây là Michael Vigilance, đối diện với anh là Jimmy Bucky. Hiện giờ họ đang có một trung phòng, một import thực sự ấn tượng. Cú ném 3 điểm từ Henry Nguyễn và đó là 3 điểm thành công của Henry Nguyễn. Cú ném 3 điểm cần thiết dành Stefan Huy Tuấn Tú, Đỗ Xuân Nam. Một cú ném tập trung, có bóng đi cách là 2, là 10 điểm, 21-31. Có ai được người từ Stefan và đó là một tình huống thực sự là lấy não của Michael Vigilance. Được thêm nữa không? Một sự chậm chạp đến từ Jamal Murray. Đá 3 điểm, bóng đi vào rổ cho Stefan Nguyễn Tú. Rốt cuộc sau thắng khó chính mình đến từ Henry Nguyễn. Stefan qua được người và đó là một tình huống liệu có N1 dành chính cho xác, Stefan. Đó là N1 cho Stefan Nguyễn Tú. Anh Đức. Stefan dường như đang kéo lại trận đấu này dành cho đội bóng chủ nhà. Hiện tại thì khoảng cách điểm chỉ còn là con số 5 mà thôi. Trong tay của Stefan Nguyễn Tú, qua được hai người, lên rổ, chưa thể lên rổ được bằng tay trái. Và đây là Joel Kay. Dành cho Hans Buffalo, đây là Stefan Nguyễn Tú. Một đánh hit and go, lên rổ đến từ... Đó là Huỳnh Hải, Bùi Thế Hà, Đoàn Xuân Tùng, Trần Ngọc Tân và Nguyễn Văn Vinh. Trọng, đây là Lê Ngọc Tú, một tiếng ném 3 điểm rất nhanh và rất chính xác. Một điểm sau tiếng ném 3 điểm quá lạnh lùng vừa rồi của Lê Ngọc Tú. Và tất nhiên, vẫn cứ tặng lệ thôi. Khó hiểm trợ. Tiếp tục là tùm theo kèm rất sát đến từ Thanh Tâm và tùm đã rổ đến từ tiếp tục được hiểm trợ. Phần đầu rất nhiều thích những tình huống đánh hiểm trợ. N1! N1 trả lại dành cho Đức Phần Lâu và hiếm hoi trong trận đấu lần này. Quá nóng rồi. Một bài đánh phải xem lại vấn đề phòng ngự liên phòng. Nếu như các cầu thủ của Đức Phít đang vào tay như vừa rồi. Đây là Stefan Nguyễn Tú và ngay lập tức là một lời đáp trả. Được chuyền ra Đỗ Xuân Nam với cú ném 3 điểm. Bóng đi vào rổ cho Đỗ Xuân Nam. Đình Hải. Henry Nguyễn với một cú ném 3 điểm, bóng đi vào rổ dành cho Henry. Stefan có thể đánh được đến từ Stefan và đó là có điểm cho Stefan. Rỗng ở cánh trái khá nhiều cho Lê Ngọc Tú và đây là một cú ném tầm trung, bóng đi vào rổ dành cho Lê Ngọc Tú. Không quyết định đổ sang tay phải và đây là phản công dành cho Hà Nội. Đình tiến công yêu cầu một bên một bề hay cứ để đấy, tôi có thể làm. Nguyễn chưa thực sự đánh cụ thể đến từ Hà Nội Buffalo. Cú ném và có điểm dành cho Lê Ngọc Tú, rút tay vào đỉnh tiến công, chưa thể qua được người, lợi thế hình thể và đây là một cú ném chống chạy vào đi tiến công và có điểm cho đi tiến công.